Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của một số cơ quan trung ương, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội 11 Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương. Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Vào khoảng 8 giờ tối nay của ngày 3 tháng 9 năm 2020 thì hầu hết các tờ báo lớn bao gồm có VN Express rồi là Tuổi Trẻ Thanh Niên đều đưa tin về cái cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ của Thành phố Hồ Chí Minh về cái công tác dự thảo cái văn kiện để mà trình đại hội đợt tới, trong đó có cả những cái phương án về nhân sự nữa. Thế thì báo cáo với các bác rằng là đây là một tin tức nó rất là nóng, bởi vì thông qua cuộc đại hội của cái cuộc làm việc này á, thì là thông qua cái dự thảo này á, thì bên Bộ Chính trị với cả là bên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể nắm rất là rõ những cái công tác gọi là từ cái kế hoạch tầm nhìn xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh trong những cái gọi là tầm nhìn đến năm 2030 hay là cái kế hoạch đến năm 2025 của nhiệm kỳ sắp tới, cộng với cả là những cái xây cái công tác nội bộ như thế nào, tóm lại là nhiều thứ lắm. Đấy, thì báo cáo các bác như vậy. Thế tuy nhiên ấy, các bác có thể thấy rằng là trong cái video clip đầu tiên mà tôi để cho các bác đọc ở trên cái tờ VN Express ấy, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cái từ gọi là cần phải làm sâu sắc hơn cái công tác xây dựng đảng. Thế thì báo cáo với các bác rằng là tại sao thế? Các bác nào ấy, và nhớ vào năm 2015 khi mà Đại hội Đảng bộ của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ấy, thì lúc đấy là bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn gọi là bắt tay và cùng với cả ông Lê Thanh Hải làm việc với cái khai mạc cái đảng bộ đấy. Và trong cái diễn văn khai mạc ấy, thì ông Lê Thanh Hải ông ấy cũng rất là rõ ràng và nói những câu từ nó rất là hay. Và sau đó thì các bác cũng đã biết rồi đấy, ông Lê Thanh Hải thì đã bị kỷ luật về phía đảng và gọi là cách cái chức gọi là nguyên bí thư trong cái nhiệm kỳ đó đi, cộng với cả rằng là một số người con của ông đấy là Hải Hiếu cũng bị vi phạm với phẩm chất đạo đức và cũng đã bị kỷ luật. Thế tuy nhiên Hải Hiếu thì bây giờ vẫn đang đảm nhiệm cái chức gọi là phó bí thư của quận 12 và kiêm cái chức chủ tịch của quận 12. Và một loạt các phó bí thư hay là các chủ tịch như là ông Trần Vĩnh Tuyến rồi là một loạt các công tác nhân sự khác, ngay cả ví dụ như là gọi là người thân của ông Lê Thanh Hải là ông Hùng chẳng hạn đấy, Lê Tân Hùng chẳng hạn, thì cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam rồi. Và rất nhiều thì các bác thấy rằng là cái việc kiểm điểm và những cái việc xử lý vi phạm đấy nó rất là rõ, rất là nhiều điều ở trong cái nhiệm kỳ trước và đến nhiệm kỳ này. Thì thông qua cái công tác mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đợt này để kiểm tra giám sát cái việc đó thì rõ ràng là nó có nhiều cái cần phải quan tâm. Tuy nhiên cái thông điệp của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy đưa ra rất rõ để mà chúng ta không thể nào suy luận một cách sai lệch và diễn giải một cách nó đi xa quá cái vấn đề. Cái thứ nhất, bác ấy nói rất rõ rằng là công tác nhân sự là công tác phải nói là số 1. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà kể cả Thành phố Hồ Chí Minh có gọi rằng là có một kế hoạch phát triển kinh tế khủng khiếp đến mức độ nào đấy, có thể trở thành con rồng châu Á hay là một cái trung tâm tài chính, nói chung là khi mình vẽ ra một cái viễn cảnh tương lai nó rất là tuyệt vời, thì nếu mà con người không phù hợp thì là cũng hỏng. Đấy là cái thông điệp thứ nhất để bác ấy nhấn mạnh về cái đội ngũ của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh để mà thấy rằng là cái công tác nhân sự thì chưa được làm rõ, cho nên là cần phải làm cái điều này. Mà chưa được làm rõ thì các bác biết nhiệm kỳ trước là như thế nào rồi. Các bác nào rảnh Google search lại cái toàn văn đại hội của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đấy, từ khóa đấy, thì các bác đọc lại thì nghe nó cũng thống thiết lắm. Đấy là ví dụ vậy. Cái thứ hai nữa mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy cũng muốn nói rằng ấy, cái công tác gọi rằng là xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng ấy, nó không phải là suy diễn lệch lạc một cách rõ ràng, nhiều cái nó bị sai lệch đi, để mà nói để mà
những cái người mà gọi là không ưa cái thể chế chính quyền ấy, là họ nói như vậy, bao gồm có cả phe nhóm, bao gồm có cả nọ kia nhiều lắm. Thì ở đây tôi cũng báo cáo với các bác rằng, và rất nhiều video clip của tôi cũng giải thích về cái điều này rồi, đó là cái tính khi mà xây dựng một cái thể chế hay là xây dựng một cái cơ chế nào đó thì cái tinh thần thượng tôn pháp luật nó phải đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai là cái văn hóa đạo đức nó cũng phải là đặt lên hàng đầu để mà có được một cái đội ngũ nó minh bạch và trong sạch. Chính vì có đội ngũ nào mà có thượng tôn pháp luật lên hàng đầu và có tính kỷ luật, rồi có tính chính trực, có tính gọi là đạo đức thì đảm bảo rằng là những cái người đấy nó sẽ không bao giờ có một cái gì đấy nó bị sai lệch đi cả, sai phạm đi cả. Đấy. Và sai lầm thì cũng chẳng sao cả. Nếu người ta cứ trí công vô tư mà dựa theo những cái điều đó thì cái việc sai lầm thì cũng dễ nhận biết và dễ được tha thứ thôi. Chứ không phải rằng là kể cả ông không trí công, khi mà ông không trí công vô tư thì ông, một là ông làm cái tài sản cho riêng mình, cái thứ hai ông làm cái danh vọng, rồi ông làm những cái thứ khác cho riêng bản thân mình và gia đình mình, thì lúc đấy ông không còn trí công vô tư nữa, thì những cái việc làm của ông kể cả nó lên cái hiệu quả gấp mấy đi chăng nữa thì bản thân ông cũng không thể nào mà ông tự hào là ông trong sạch được, và cái vi phạm thì nó là đương nhiên về mặt đảng. Đấy là cái mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh ở trong các đại hội lần này, và cái mà kênh Trang Trang TV của tôi cũng nhấn mạnh ở trong những cái video clip là mình cũng luôn luôn rằng là mình phải thượng tôn pháp luật đó, và mình cố gắng mình sống tử tế và mình lan truyền cả cái điều tốt đẹp đến tất cả mọi người, và vì một cái tinh thần nó gọi là trí công vô tư, chứ không phải rằng là chỉ về phe nhóm hay là suy luận nọ kia, thì báo cáo với các bác là như thế. Cho nên cái khi mà mỗi người làm một việc đúng việc của mình đấy, anh Lê Minh Trí thì làm đúng việc của anh Lê Minh Trí, anh Tô Lâm thì cứ làm việc của anh Tô Lâm, và những cái việc con người đấy thì lò vẫn cứ đốt và mọi thứ vẫn cứ cháy bình thường, và công tác nhân sự thì vẫn cứ chuẩn bị bình thường, và cũng không có một cái gì lăn tăn cả. Nếu mà trong thời điểm này người ta cho rằng anh đạt đủ điều kiện thì anh vẫn có thể ứng cử đợt tới. Thế tuy nhiên khi người ta phát hiện ra những cái sai phạm, bây giờ có thể là chưa sai phạm, và nhưng nếu mà phát hiện ra những cái sai phạm hoặc là trong cái quá trình mà khi anh đảm nhiệm cái chức vụ hay là quá trình anh làm cái gì đấy anh bị sai phạm, mà những cái sai phạm được phát hiện ra bởi vì là anh vi phạm những cái nguyên tắc về dân chủ trong đảng, rồi là anh vi phạm những nguyên tắc đạo đức, rồi anh vi phạm những cái liên quan đến chính quyền, liên quan đến pháp luật, thì cái việc xử lý và khởi tố anh là cái chuyện rất là bình thường. Ở đây không có vùng cấm và ở đây cũng không có một cái gì đó cả để mà làm. Cho nên ấy, cái câu kết luận của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cái việc này, có nghĩa là về việc này là công tác nhân sự là phải làm rõ hơn nữa, và yêu cầu rằng là cái ban cán sự đảng ủy của Thành phố Hồ Chí Minh phải nghe, tôi các bác đọc kỹ cái bài báo mà tôi để ở đầu á, là phải nghe những cái gọi rằng là góp ý của những cái ủy viên Bộ Chính trị về những cái nhân sự đó. Còn về cơ bản thì là tán thành. Thế tuy nhiên là không tán thành hoàn toàn, thì các bác phải hiểu cái câu chuyện nó như vậy. Thế cho nên rằng ấy, việc đảng ủy, khối đảng ủy của bên phía Thành phố Hồ Chí Minh này, mặc dù là vừa rồi có rất nhiều sai phạm, nhưng mà thông qua những sai phạm đấy thì biết đâu chúng ta đã tìm ra được những cái nhân tố mới, những con người mới, những cái người chính trực, những cái người mà không bị một cái gì đó cả, thì nên làm thì sao ạ? Với những con người mà trí công vô tư như vậy thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình cũng sẽ phát triển nhanh thôi. Ở đây là cái câu chuyện ngoài lề một chút, thế nhưng mà chiều nay ấy, thì tôi cũng có nói chuyện với một số người anh em làm kinh tế, thì cái câu chuyện này của tôi cũng quan điểm là như thế này. Với những cái vị thế đặc biệt, với những cái vị thế gọi là đặc biệt của nước ta, cộng với cả rằng là rất nhiều những yếu tố khác liên quan, thì chúng ta cũng không cần phải làm nhiều đâu. Chúng ta chỉ cần mở cửa và làm đúng, làm đủ và làm công khai minh bạch ra, thì tự khắc Việt Nam cũng sẽ phát triển và cất cánh lên, trở thành những con rồng châu Á. Không phải dễ, không phải là quá khó khăn để mà làm, và nó cũng dễ dàng thôi, cũng không có gì là đặc biệt cả. Thế tuy nhiên rằng là chính những con người mà người ta mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân họ, cho gia đình họ, và mưu cầu những cái gọi, và tôi gọi chung là những cái gọi là tham dục hay là những cái tham sân si về phía bản thân, về phía gia đình, mà không nghĩ về cái lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân, và không có một cái tinh thần trí công vô tư, thì đương nhiên chính bản thân họ, mặc dù có thể tài giỏi đến mấy đi chăng nữa, cũng là cái vật cản cho cái sự phát triển của đất nước, của con người. Thế cho nên rằng là trong cái đảng bộ của Thành phố Hồ Chí Minh đợt tới này, thì tôi hy vọng rằng là sẽ chọn ra được những con người, thứ nhất là người ta phải có đầy đủ những cái tiêu chuẩn đạo đức, và cái tinh thần thứ hai là cái tinh thần trung thực và cái sự trí công vô tư đấy.
Và cái thứ ba nữa thì tôi mới hy vọng rằng là họ có đủ cái tài năng và đủ cái tầm lãnh đạo để có thể rằng là đưa thành phố Hồ Chí Minh tiến lên một cái bước mới. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố cực kỳ nhiều tiềm năng và có thể trở thành một cái, mà tôi nói cũng không phải rằng là một cái gì đấy nó quá đâu. Nếu ở vị trí của Việt Nam hiện tại, với cái vị trí thành phố Hồ Chí Minh hiện tại ấy, mà phát triển đúng đắn, thì Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh này có thể trở thành một cái thâm quyến, thay thế thâm quyến để mà trở thành cái trung tâm kinh tế, chứ không phải là đơn giản. Thì báo cáo với các bác là như thế. Thế cho nên rằng là chính vì tầm quan trọng đấy thì tôi nghĩ rằng là Bộ Chính trị với cả rằng là Ban Bí thư, Bộ Chính trị với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Phú Trọng là làm việc với cả bên thành phố Hồ Chí Minh. Thì câu chuyện nó là thế. Nhưng chúng ta cũng có thể là vui vẻ một chút rằng là các bác search lại cái từ khóa rằng là Đại hội Đảng bộ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, là các bác sẽ nhìn thấy là cái anh Lê Thanh Hải, anh ấy cũng viết diễn văn cũng hay lắm. Tuy nhiên rằng là nó cũng có những cái câu chuyện nữa, sau đấy nó cũng không hay, thì mình có thể nhìn lại một chút thôi. Và cũng hy vọng rằng là những cái người cán sự mới đứng ở đầu những cái vị trí đứng đầu như là thành phố Hồ Chí Minh mà được bầu vào đợt tới này, thì có thể nghe được những cái video clip của kênh Trang Trang TV và nhận thức rõ cái tầm vóc lịch sử, và họ được lựa chọn vào cái vị trí đó để mà họ có hai cái lựa chọn để mà làm thôi. Một là vì dân vì nước, hai là trở thành cái vật cản cho sự phát triển, và như thế nó trở thành cái tội đồ rồi. Thì báo cáo là như vậy. Thì cảm ơn các bác đã xem cái video clip này, và tôi chỉ muốn chia sẻ và lan truyền cái sự tử tế đến tất cả mọi người, và mọi người cứ có một cái niềm tin, một cái hy vọng đi, cứ vui vẻ đi đã, không việc gì mà phải bi quan, đúng không ạ? Chúng ta cứ xem xét thôi, quan sát hàng ngày, không sao cả, mọi thứ nó đều có vận mệnh của nó rồi. Thì cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo.